Thiết kế kiểu dáng rất là đẹp, mặt này ốp mica bóng loáng từ trên xuống dưới luôn, có hai cái đèn led, hai dãy đèn led này rất là đẹp. Đèn này mình sẽ tắt hoặc là mình mở theo nó nhảy theo nhạc luôn em ạ, rất là tiện lợi. Cặp loa thì đi theo dàn, cặp loa này là bass sub anh em ha, bass sub bên dưới và bên trên này loa toàn dãy, công nghệ âm thanh hai cầu, bass riêng đép riêng đi hai đường từ máy ra loa lên chất âm rất là hay, độ chi tiết tách bạch rất là cao, đặc biệt dòng này tiếng bass rất là hay anh em ha. Hay nó là bản thu nhỏ của dòng BM30 thì là cái bass nó 16 lần, nó to hơn. Cấu hình này nhảy trang này luôn. Thùng loa này hậu rất là sâu nè mà. Loa gỗ và đẹp góc cạnh luôn nè. Rất là đẹp luôn ha. Công suất một thùng là 40W thì một cặp là 80W ha. Chơi tốt có thể loại nhạc đen này, mix bolero trữ tình này rất là hay, rất là hợp luôn. Dàn này cũng rất là đẹp, tiêu tầm cũng trưng bày cũng rất là sang. Hoạt động hoàn hảo chức năng anh em, CD, MD, rồi da máu quang, nhạc từ Smart TV. Đặc biệt nó có ngõ USB luôn, USB này làm đát kết nối tới điện thoại, máy tính hoặc là Smart TV qua cổng cáp mấy anh, cái đó thì nghe nhạc số nghe rất là hay anh em. Và có AUX, BMD nghe nhạc từ điện thoại, máy tính hoặc là gắn Bluetooth nghe rất là hay. Một nhược điểm duy nhất là dòng này màn hình hơi tối ha. Quay thì nó không thấy rõ, nhưng mà khi mình dùng mắt thường mình nhìn này, rõ ràng chữ và đó. Đây là optical in và level nó màu ha. Có hai cái đèn nhảy theo nhạc này rất là đẹp luôn. Nó một nhược điểm duy nhất cho nên mình cũng thanh lý, giá cũng rất là hợp lý thôi. Dàn này giá mình bán là 800 ngàn anh em ha. Rất là rẻ để anh em sưu tầm trưng bày. Kho mình hiện giờ còn hai bộ giống y chang rành ràng thế này luôn. Nên mà chốt thì chốt nhanh nhé. Mình test qua chức năng CD. Màn hình này cũng tương đối và cái chất âm nó rất là hay. Hay hơn cái dòng Bana thông thường kia nha. Chàng tùng lỡ chúng tôi cùng đơn vị thương mến nhau chung một toan. Dạ từ Sài Gòn yêu nửa đêm tâm sự linh mơ kiếp tha hương đồng hành. Vui chung cuộc hành trình phong sương chưa lần bước ba tháng dài được là bao. Xa thành phố nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ấp ba lô. Mình có chức năng MD nha nè. Như
sáng anh em ha. Mình đã có chức năng BMD nhập từ điện thoại máy tính hoặc là gắn Bluetooth qua cổng 3.5 ha. Cái này thì anh em mở máy tính thật là điện thoại thì volume nó khoảng 90% thôi nha. Cái ngõ này có đài rất là cao. Anh em ký kênh nhấn nút thông báo bên phải video hình cái chuông để nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.